đó là mình phải biết lắng nghe người khác nói. Mình phải học cái cách gọi là lắng nghe cái phía, cái luận điểm của phía kia, và chỉ tuân theo những cái người dựa trên lý lẽ chứ không phải dựa trên sự bạo tàn. Có nghĩa là khi mà thầy yêu mến một người, ví dụ yêu mến bạn Thịnh đó hả, thì thầy không phải yêu mến cái sự bạo tàn của em, cũng không phải nghe theo em vì em la làng như một con thú hoang, mà là dựa trên cái lý lẽ của em. Không, cái này thầy thấy đúng đó em. Ở tuổi mấy em đó, rất có thể là mấy em phục tùng một người chỉ vì cái bạo tàn của họ chứ không phải vì cái lý lẽ của họ. Và hôm nay thầy muốn dạy các em cái hành trang này khi bước vào cái con đường học thuật, là các em ví dụ như sau này mấy em làm vợ thì em thương chồng em vì lý lẽ của anh ta chứ không phải là sự bạo tàn của anh ta. Nếu anh ta bạo tàn để em nghe theo đó, thì nếu em là người có tri thức là em nên rời khỏi anh ta. Và điều này có thể áp dụng trong nhiều cái tình huống trong đời sống của chúng ta mấy em. Và khi mà thầy nghe cái video này của Bùi Văn Nam Sơn, thầy rất là xúc động. Tại vì một người rất là giỏi, biết đâu khoảng 6 ngoại ngữ, mà lại có một cái góc nhìn khiêm tốn như thế. Và thầy nghĩ là hôm nay sẽ chia sẻ với mấy em cái góc nhìn của ổng, một vài cái đoạn ổng chia sẻ khá là hay, những cái lập luận mang tính chất lý lẽ của thầy. Và nó ngược lại với cái cách mà những cái người xung quanh đối xử với mấy em. Ví dụ như có nhiều gia đình đó, mấy em là may mắn có ba mẹ là biết lý lẽ. Có những gia đình thấy là dùng vậy nè: tao sinh ra mày cho nên mày câm cái miệng mày lại. Có những gia đình vậy thiệt mấy em, tức là họ cho rằng là đứa trẻ phục tùng họ không phải vì lý lẽ của họ, mà vì họ sinh đứa trẻ ra cho nên đứa trẻ phải nghe lời họ. Thì đó là một cái kiểu giáo dục sai lầm và chúng ta phải thay đổi. Mình thương ba mẹ mình nghe lời họ không phải vì cái bạo tàn của họ. Và thầy là người khuyên mấy em luôn, bây giờ em nói với ba mẹ là thầy trọng dạy con lập luận lý lẽ con mới nghe, còn ba mẹ không có lý lẽ con không nghe, thầy hoàn toàn ủng hộ đó. Thậm chí thầy bị ghét thầy cũng chịu luôn. Thầy dạy tất cả các học trò của thầy là khi mà em muốn biết cái gì đó thì em phải nghe cái lý lẽ của cái người kia chứ không phải là nghe theo cái bạo tàn của họ. Coi coi có những cái lập luận. Rồi, nghe vài đoạn có giá trị của Bùi Văn Nam Sơn. Bài này rất hay. Phê phán thiên tầng của Cân. Đó, thay độ phê phán. Rồi vậy giờ giải thích nghĩa phê phán nha. Phê phán là gì mấy em? Có nghĩa là khi em nghe một cái sự việc từ cái người này đó, thì em khoan hả kết luận, khoan hả dám kết luận. Khi em nghe, ví dụ như em nghe ai nói xấu Tường Vi thì khoan hả kết luận, đó là thái độ phê phán. Phê phán có nghĩa phải lắng nghe từ nhiều phía và phải có một cái suy tư triết học, đặt câu hỏi tại sao, liệu rằng tôi có chắc chắn cái này là đúng không, những cái dữ liệu tôi biết nó có được kiểm chứng hay chưa. Đó được gọi là thái độ phê phán trong triết học căn. Ông này đang nói tới triết học căn của em. Và cái di sản này hoàn toàn chính xác. Nếu em không có thái độ phê phán đó thì dường như sự việc gì em cũng dễ bị người ta dắt mũi. Em nghe từ một phía, ví dụ hôm nay em nghe cái người này nói cái kia, các em tin ngay. Và thành ra là em sẽ trở thành một cái người gọi là làm biếng suy nghĩ, thích đi buôn chuyện người khác hơn là suy nghĩ sâu sắc. Những người suy nghĩ sâu sắc là họ sẽ lắng nghe từ hai phía, họ sẽ không vội kết luận. Và cái này mới hay nữa nè, có những cái dữ kiện họ không thể kiểm chứng á, thì họ không dám nói gì luôn, họ không dám nói gì luôn.
Ví dụ khi em nói với thầy là giáo viên này như thế này, thầy chỉ nghe thôi và thầy không bao giờ có thể kiểm chứng được, thì thầy im lặng luôn. Đó chính là cái tinh thần mà thầy muốn dạy mấy em, là không có nên chụp lấy cái này chụp cái kia vội vã. Mình phải biết lắng nghe nhiều hơn. Rồi. Trong khi cả hai người không có cơ sở gì cả, vì ông khẳng định một cái điều vượt quá khả năng của cá nhân ông cũng như của con người. Đó, có nghĩa là có những chuyện trên đời này đó là nó vượt quá cái khả năng của cá nhân mình với của con người luôn. Là mình chỉ biết vậy thôi, chứ mình không thể nào mà mình có thể khẳng định nó đúng hoàn toàn. Ví dụ em sẽ hỏi những câu rồi nó nằm ngoài sức con người luôn nè. Liệu rằng có gì sau cái chết? Có thể có gì sau cái chết? Mình chết đi là mình sẽ tái sinh qua một cái kiếp sống khác, hay là mình chết đi mình sẽ lên thiên đàng theo cái lý thuyết của Thiên Chúa giáo đây, hay là mình chết là hết? Những chuyện đó không thể trả lời được luôn, mà mình có thể là phỏng đoán ở phương diện cá nhân. Có nghĩa là mình không thể nói được gì về chuyện đó và khẳng định mình là đúng. Cho nên trong những trường hợp như vậy đó thì mấy em có thể tin hoặc không tin, nhưng mà mình không thể nào mình bắt cái niềm tin của mình đó đưa qua niềm tin của người khác. Lúc đó sẽ xảy ra chiến tranh, gọi là chiến tranh tôn giáo. Hiểu ý thì nói không? Và có những chuyện trên đời này không bao giờ em có thể biết được, không bao giờ có thể biết được. Ví dụ như chuyện người này người nọ, chuyện người này người nọ là em không thể kiểm chứng, thì coi như là cho nó qua luôn đi. Sau này em học theo tinh thần mà thầy dạy đó, ví dụ như em nghe một cái chuyện từ một người mà em không bao giờ thể kiểm chứng được đó, là tốt nhất là đừng có vội kết luận, để xóa đó luôn. Ví dụ mấy em vừa hay coi mấy cái thông tin trên TikTok đó, người này người nọ đó, hầu hết là mình không hề biết chuyện gì về cái chuyện đó luôn, trừ khi mà em có một bằng chứng xác thực về nó. Và đôi khi bằng chứng xác thực là mình không bao giờ biết được. Cho nên khi mà thầy nghe cái thông tin gì về người này người nọ đó, thầy thường im lặng hay nhiều hơn. Tại vì thứ nhất là bây giờ mình điều tra được cái đó rồi, nó cũng đâu giúp được gì. Thứ hai là mình không có thông tin xác thực về điều đó, mà một khi đã không kiểm chứng mình biết vậy thôi. Và nếu mà mình học theo cái tinh thần của cái ông này nói nè, là mình sẽ học cách im lặng nhiều hơn. Ví dụ thầy tin vào thiên đàng, chết đi thầy sẽ qua cái cõi khác, tuy nhiên thầy không dám khẳng định với em là có nó có thiệt hay không. Theo thầy chết không phải là hết. Có nhiều người họ cho rằng chết là hết. Chết là hết nghĩa là gì? Nghĩa là con người chỉ là cái suy nghĩ của mình, nó chỉ là cái vật chất. Và nếu cái vật chất này mất đi, nó turn up the light, giống như là cái đèn bị tắt. Giống như chết là gì nè? Đây là cái chết. Đây là cuộc đời của em. Không linh hồn. Hiểu không? Thì thầy vẫn có một niềm tin với em. Khi mà thầy chết đi đó, cái linh hồn của thầy vẫn còn hiện hữu. Thầy có niềm tin đó. Chết không phải là hết. Nhưng liệu rằng có gì sau cái chết thì mình không thể dám khẳng định được. Dựa trên cái gì mà mình dám khẳng định? Không có cơ sở lý luận khoa học. Khoa học nói có thể có những cái sau cái chết thì cũng không có cơ sở. Đúng không? Đâu có cái nào chứng minh cái đó. Thì tạm thời là những cái đó là những cái mình không bao giờ chạm tới được luôn. Thì mình giữ chân cái đức tin trong trái tim của mình thôi. Nhưng mà mình không có phá hủy thế giới. Nó sẽ nuôi dưỡng cái sự tốt đẹp bên trong tâm hồn em. Sau này lỡ em có chức qua cao quyền trọng á, em không có vi phạm những nguyên tắc đạo đức. Và em nhớ lại những cái hành trang triết học như kiểu này nè.
nó sẽ khai sáng con người em lên luôn. Em sẽ không dám chọc giật bất cứ cái gì mà em chưa có cơ sở khẳng định. Em phải là người biết suy nghĩ, em nghe cái gì em phải đặt câu hỏi tại sao liền. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Mình đặt câu hỏi đó mình mới lành mạnh. Còn nếu mà mình không đặt câu hỏi đó, chắc chắn em sẽ trở thành con người kém lành mạnh. Lúc nào em cũng chụp giật, em quá, em khẳng định một vấn đề quá đơn giản. Em đặt câu hỏi tại sao là tự nhiên em khôn ra,